có sao không? Khám bao nhiêu nơi rồi mà vẫn không ra bệnh. Vẫn muốn ho đến nổ phổi thế này. Em cứ để anh chết đi. Sống thế này chỉ có tổ làm khổ em thôi. Thôi mà anh đừng làm em sợ mà. Giờ y học phát triển nên ung thư còn chữa được. Quan trọng là vấn đề thời gian thôi. Vì anh, bán cả công ty em cũng sẽ làm. Mời vào. Chào anh chị ạ. Chị Linh đúng không ạ? Em là bác sĩ Tư được giới thiệu đến đây để chăm sóc cho anh Phương. Em có mang hồ sơ đây rồi ạ. Mời cùng rồi. Em chào anh. Từ hôm nay hàng ngày em sẽ đến đây chăm sóc và làm vật lý trị liệu cho anh khoảng 2 tiếng. Hy vọng là... Tôi không có bị bệnh gì hết. Cô về đi. Còn em nữa. Em cứ muốn bao nhiêu người thì anh trong cái bộ dạng tồi tệ này đây thì em mới vừa lòng ha. Anh đừng làm em sợ. Anh không nghĩ cho anh thì cũng phải nghĩ cho em chứ. Chúng ta còn chưa có con. Anh định để em làm quá phụ à? Chị nói đúng đấy ạ. Nếu mà anh không ngại thì có thể vào viện ca hoặc là viện Đức. Sẽ thấy có rất nhiều người bị bệnh nặng hơn. Nhưng mà họ vẫn rất kiên cường sống đấy ạ. Để cô ấy ở lại đây nhé. Nếu lần này mà không thành công, em hứa sẽ không ép anh nữa. Chị ta bây giờ chắc sang tận Mỹ Đình rồi đấy. Không phải diễn nữa đâu. Em bị điên. Cô ta trông vậy thôi chứ kéo già đấy. Đừng có mà chủ quan. Dạ. Trông cái mặt kìa. Sợ vợ như thế thì an phận làm kiếp trận vương đi. Lô con này vào làm gì? Anh yên tâm. Em đặt dấu ở ngoài cửa rồi. Chị ta mà về một cái á, mình biết ngay. Phòng nhì của anh đúng là vừa thông minh, vừa xinh đẹp. Anh giả bệnh thế này một thời gian nữa, chắc có khi anh mệt, anh bệnh thật luôn mất. Nào, thế là đỡ mệt chưa? À mà, em là cách nào mà có thể lọt được vào đây đây? Thời đại nào rồi, bây giờ nhá, có tiền mua tiên cũng được, chỉ cần chịu chi thôi. Mà cái cảm giác vụng trộm trong nhà khổ chủ thế này, cũng thú vị phết. Chị ta về sớm đấy nhở? Làm sao bây giờ? Cút! Cút ra khỏi nhà tôi ngay! Cô nghĩ cô là ai mà chưa được mời cho tôi à? Anh ơi, anh bình tĩnh nào. Chị ơi, may quá chị về rồi. Em không làm nữa đâu. Chị xem anh này, anh nhìn bốn gì đâu, không muốn hợp tác rồi. Anh Phương, anh đã bảo em rồi. Cô ta không chưa được mời cho anh đâu, sao anh cứ cố chấp làm gì? Anh Phương, nghe em nói này. Hôm qua anh hứa với em thế nào? Xin lỗi em. Việc của em hôm nay tới đây thôi. Em tự mở cửa về nhá. Chắc chị cần phải nói chuyện riêng với anh Phương một lúc. Dạ vâng, vậy em xin phép ạ. Chị ơi, phương pháp có tốt đến mấy mà anh ấy không chịu hợp tác thì cũng không có kết quả tốt đâu ạ. Em chào anh chị nhá. Đây là lương tạm ứng tháng này của em. Chị có bỏ thêm một ít để cảm ơn. Nhờ có em mà dạo này tinh thần anh Phương phấn chấn lên rất nhiều. Có điều là cơn ho với cả khó thở vẫn chưa cải thiện lắm. Chị tính ngày kia sẽ bay sang Singapore để nhờ các chuyên gia bên đấy về thăm khám một chuyến. Gấp thế hả chị? Nếu em không bận thì 2 ngày tới, vừa hay là vào cuối tuần, em có thể sang thăm non anh Phương giúp chị được không? Chắc là em phải xem đã chị ạ. Mà chị không sợ em với anh Phương cô nam quả nữ ở cùng nhau ạ? Em đúng là bác sĩ, có hứng với cả bệnh nhân cơ đấy. Dạ. Chị đùa thôi. Chị đang nhờ em với cương vị là người nhà bệnh nhân và bác sĩ. Với cả chị tin là một người thông minh lại có học thức như em sẽ không làm điều trái đạo đức để ảnh hưởng đến tương lai đâu, đúng không? Dạ vâng, tất nhiên rồi ạ. Gì chứ em ghét nhất là trà xanh luôn ấy. Cùng là phụ nữ với nhau thì mình phải biết bảo vệ và chăm sóc cho nhau chứ, đúng không ạ? Vậy mấy ngày này trông cậy cả với em nhé. Dạ vâng ạ.
rượu ngon, gái đẹp, lại còn không phải nhìn thấy cái bản mặt giả nai kia. Thích thật đấy. Em không ngờ là ngọn lửa căm hận trong anh lại kinh khủng như thế đấy. Cuộc đời anh đúng là một trò đùa. Chứ sao nữa. Ngày xưa ấy, đúng là anh có yêu cô ta thật. Thế nhưng mà sau khi lấy cô ta về, ngày nào cũng phải sống với cái chức danh Trạng Vương, làm anh cay cú. Nhưng sẽ sớm thôi, anh giả khổ, giả bệnh, hò lòi cái họng ra, mục đích cũng chỉ là vì để cô ta lơ là chú ý. Và rồi được dẫn cưng về đây đấy. Anh cũng to gan thật đấy, chuyện bị ổ như thế mà cũng dám làm. Nhưng mà em thích. Đàn ông to gan thì mới làm được việc lớn. Đợi đến khi anh có được toàn bộ tài sản rồi, anh sẽ cho cô ta và hai ông bà già bay màu, ngầu hơn cả Thanos. Anh nói nghe dễ dàng thế nhở? Tất cả những yếu tố cần thiết đủ để khiến cho công ty nhà cô ta lao đao đều nằm ở đây. Đến lúc đấy, anh sẽ xuất hiện như một vị thần để giải quyết vấn đề. Cái giá là toàn bộ cổ phần, tiền hoặc mạng. Bọn nhà giàu đứa nào chẳng sợ chết. Đúng là nuôi ong tay áo. Công nhận thuốc tự thất của cô hiệu nghiệm thật đấy. Mới có 2 ngày mà chồng tôi đã khỏe mạnh, đầu óc lại còn độc ác như thế này. Nếu như không mắt thấy tai nghe thì chắc tôi không dám tin đâu. Chị, giờ này chị phải trên máy bay rồi chứ? Dạ, xin phép chị em về đây ạ. À, người trong nghề đây rồi. Mấy ngày hôm nay tự dưng chị thấy đau đầu mệt mỏi quá nên đi khám. Mà nãy vội về quá, quên không để ý. Giờ ngồi xem đơn thuốc không dịch được, em xem giúp chị với. Vâng, cái chữ này thì đúng là người trong nghề bọn em mới hiểu được. Cũng không có gì đâu chị ạ, toàn thuốc đau đầu với bổ não thôi mà. Nhưng mà bây giờ em đang hơi vội, em cứ chụp lại đơn thuốc xong rồi về em nhắn tin cho chị sau nhá. Đây, xong rồi em về em sẽ gửi tin nhắn cho chị sau nhá. Em về đây ạ. Ôi, tao đây. Vừa từ nhà lão ra, ăn cho lắm lòng xào dưa bà, xong bắt tao phục vụ, mệt dãi cả người. Ừ, công nhận là bằng cấp với chứng chỉ mày đưa cho tao ấy, y như thật. Cô ta có soi kính lúp cũng không phát hiện ra điều gì. Tao á chỉ mong vụ này nhanh nhanh lên thôi, tao ngán lắm rồi. Cái gì? Yêu á? Hắn mà không giàu thì ta thèm đếm xỉa vào chắc. Thứ mà phụ nữ nên yêu bây giờ ấy là tiền và bản thân. Chứ không á thì cũng chỉ như cô ta thôi. Cho dù là có thông minh, xinh đẹp, giỏi giang đến đâu đi chăng nữa ấy, thì cũng chỉ là quân cờ để cho chính chồng của mình độc chiếm tài sản mà thôi. Chỉ là hắn không ngờ tao đã là trùm cuối. Lấy hết tài sản xong, tao sẽ đá hắn ra khỏi chuồng gà. Mày cứ chờ đấy. Con đàn bà khốn nạn, bao nhiêu công ty nuôi cô, cho cô ăn ngon mặc đẹp, mà cô dám cắn tôi sau lưng đi à? Hả? Anh dám đánh tôi á? Này, tôi nói cho anh biết nhá, tôi mà chết ấy thì anh cũng không có đường sống đâu. Cô thức thời đấy. Nhưng mà nói chính xác thì tôi sẽ không để ai trong hai người chạy thoát đâu. Bởi vì tôi đã lắp camera ở trong phòng, tất cả từng cử chỉ, lời nói của các người đều đã được lưu lại. Dù có tung lên mạng hay là nộp lên công an để tố cáo tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc là lừa đảo kinh doanh thì cũng đủ để hai người ngồi tù bóc lịch mỏi tay đấy. Ngồi tù á? Ngồi tù thì hết đời rồi còn gì? Không được. Chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị tha cho em với. Em biết lỗi rồi ạ. Chị bảo em làm trâu làm ngựa gì cũng được. Chị tha cho em chị nhá. Vâng, anh thật ra là
anh bị cô ta ép. Đúng là cô ta ép anh cho nên anh mới phải làm thế. Linh, dù gì anh cũng là chồng em không nỡ để em vào tù đúng không Linh? Anh nói thế không thấy bẩn mồm à? Còn tôi thì thấy bẩn tai lắm. Thứ đàn ông bội bạc ăn cháo đá bát như anh, dù có đầu thai thì cũng không xứng đáng được tôi tha thứ đâu. Nếu mà anh đã có gan làm chuyện xấu thì nên có gan chịu đòn đi. Tha lỗi cho anh đi mà. Còn cô nên nhớ, người đàn ông tốt sẽ không bao giờ ngoại tình đâu. Đủ rồi, giờ hai người cút ngay ra khỏi nhà tôi. Đừng mà, anh xin đây. Chị ơi, chị tha cho em đi ạ. Cút. Tất cả là tại cô đấy. Anh đến đây uống nước mỗi ngày cũng là vì anh thích em. Anh Phương là anh ta sao? Đấy mà cô gọi là tình yêu à? Chẳng lẽ anh không hiểu tình cảm của em à? Em xin ạ. Rồi em ơi, cho anh cứ yên trần đi. Vâng ạ. Anh đây ạ. Ôi dồi ôi, quán trà đá mà dịch vụ cũng đầy đủ nhỉ. Mát đấy. Trời ơi nóng, em quạt cho anh mát một chút. Lần sau anh lại ghé quán em nhá. Cảm ơn em. Em nói chuyện cũng xuyên thật đấy. Em tranh gửi tiền đi. Của em bao nhiêu nhỉ? Của anh 5.000 ạ. 5.000 hả? Em tên là gì nhỉ? Em là Linh ạ. Linh hả? Linh ơi ạ, hôm nay quên mang ví, hay là em cho anh khất ngày mai anh trả được không? Cái gì? Trông anh như này mà không có tiền á? Anh đùa tôi đấy à? Cả ngày tôi bán nước có lời lãi được bao nhiêu đâu. Không phải là anh không có tiền mà là anh quên mang ví. Mà công ty anh cũng ngay đây thôi. Hay là em cho anh khất đi. Anh hứa là ngày mai anh sẽ trả mà. Thôi đi. Lần trước cũng có người đến đây uống nước rồi nói như thế. Rồi cuối cùng có thấy đâu đâu. Anh đừng có mà lừa tôi. À, hay là thế này đi. Anh để lại cái này ở đây. Ngày mai anh đến chuộc lại được không? Không được đâu. Nhẫn quý này tôi làm sao mà dám giữ. Em yên tâm đi. Công ty anh ngay đây thôi. Không đi đâu đâu mà lo. Bây giờ anh có việc vội phải đi trước. Ngày mai anh quay lại nhá. Cảm ơn em. Mời vào. Anh Phương, anh có khát nước không? Em mang nước cho anh này. Em có thể nghiêm túc được không hả Ngọc? Đang ở trong công ty đấy, em làm gì vậy? Thì người ta thì nhớ anh. Người ta thấy anh hay ra quán uống nước nên là em mang nước cho anh đấy. Anh thích được thứ đơn giản. Mà hình như em đang quan tâm quá nhiều so với công việc của mình ở đây. Anh Phương, chẳng nhẽ anh không hiểu tình cảm của em à? Em thích anh cho nên là em mới quan tâm anh như thế. Được rồi, vậy anh cũng có quyền từ chối tình cảm của em. Cảm ơn em. Mong em hãy làm tròn trách nhiệm của một vị giám đốc. Anh được lắm. Anh dám từ chối tình cảm của tôi chứ gì. Được rồi, để tôi xem anh có thoát khỏi tôi không nhá. Trà đá, là em hả? Trùng hợp quá, sao lại ở đây? Tôi không phải tên là Trà Đá, tôi là Linh. Mà trùng hợp cái gì? Có mà anh cố ý quên thì có. Mau trả tiền nước cho tôi đi. Đúng rồi, tiền nước. Sao anh lại quên nhỉ? Anh quên mất đấy.
Mà chẳng phải em đang giữ cái nhẫn của anh hay sao? Sao không bán đi? Này, tôi trả cho anh đấy. Coi như là tôi mời anh nước vậy. Em vẫn giữ hộ anh à? Phải, nhẫn giá trị như thế, tôi bán bao nhiêu nước mới đủ. Chỉ là công nhân trần thôi mà, tôi mời anh được. Anh đùa đấy. Thật ra là mấy hôm nay anh có việc bận cho nên là chưa qua được. Anh xin lỗi Linh nha. Hay là anh qua uống nước trả tiền Linh nhá. Anh nói thật không đấy? Anh nói thật. Được, vậy thì tôi sẽ chờ anh. Linh có phải không? Vâng, đúng rồi ạ. Chị với cả anh là... Là bảo kê ở cái khu này. Ai cho phép cô bán hàng bán quán ở cái khu vực này? Làm ảnh hưởng hết cả cái cảnh quan ở đây rồi. Dẹp, dẹp ngay cho tôi. Tôi bán hàng ở đây bao nhiêu năm rồi, đóng thuế đầy đủ. Hai người là ai mà tự dưng bắt tôi dẹp quán? Tôi thấy cô buôn bán ở đây lời lãi trả bao nhiêu, ngồi ở đây có là để ngắm trai rồi ve vãn quyến rũ người khác chứ gì? Không, không phải như thế. Hai người tránh ra đi, chứ tôi còn buôn bán. Cậu, dọn dẹp sạch sẽ chỗ này cho tôi. Đừng có để cái thứ hàng quán bẩn thỉu rách rát này làm bẩn công ty. Vâng, chị cứ để em. Hai người làm gì đấy? Tôi báo công an đấy. Báo đi, báo hộ cái. Này, buôn bán ở đây đã là sai rồi. Tao phá quán mày là đúng rồi còn gì nữa. Thích cãi không? Tiếp tục phá. Dừng lại. Không được phá. Này, con muốn trách ấy thì trách anh Phương. Cái người mà cô cho nợ tiền ấy, anh ta ngứa mắt cô quá, cho nên là sai tôi đến đây để dọn dẹp đấy. Anh Phương? Là anh ta sao? Không được, tôi phải đến gặp anh ta để hỏi cho ra nhẽ mới được. Mày đứng lại. Ai cho mày đi? Mà mắt thân nó, không để nó gặp chủ tịch. Nhanh lên. Đừng để nó gặp anh Phương. Cái con vịt rời này, mày có thích trốn nữa không? Bướng phết nhờ. Bỏ tôi ra. Chị tát tôi. Không đánh mày lúc này thì đến lúc nào mà đánh nữa hả? Tao nói cho mày biết, cái loại rẻ rách như mày ấy, đừng thấy người sang mắt quàng làm họ. Mày tưởng là tao không biết á? Mày ve vãn quyến rũ anh Phương chủ tịch công ty tao chứ gì? Chị đừng có mà nói vậy. Tôi không quen biết gì chủ tịch của chị hết. Tôi xin chị đấy, chị để yên cho tôi làm ăn đi. Không thích đấy. Sao? Tao nói cho mày biết nhá, bây giờ ấy, mày dọn hàng và biến khỏi đây. Tao không muốn nhìn thấy mặt mày ở cái khu vực này nữa, biết chưa? Đúng. Mày đi đi. Để chị tao nóng tính lên ấy là hơi bị phiền đấy. Bỏ tôi ra, hai người đừng có mà quá đáng. Quá đáng cái gì? Chị Ngọc đây ấy, đường đường là giám đốc, lịch sự xinh đẹp. Vì mày mà phải xuống tận đây để mà dọn dẹp đấy. Mày có khôn hồn cút đi không thì bảo. Ai đau. Là em à? Là anh đấy à? Tại sao anh lại phá quán tôi? Tôi làm gì anh mà anh phá tôi chứ? Anh không có làm chuyện đấy. Anh không có. Chuyện gì đấy? Tại sao hai người lại... Tại nó cắn em ạ. Anh bắt tôi mà. Đủ rồi đấy. Còn em nữa, tại sao em lại có mặt ở đây? Em... Thôi được rồi, có anh ở đây rồi, em nói đi. Hai người bọn họ đến phá quán của tôi không cho tôi làm ăn. Có phải là anh sai bọn họ làm thế không? Tôi đã không lấy tiền nước của anh rồi mà, sao anh lại làm thế chứ? Chuyện này là sao? Anh không có. Đừng có mà vu khống nhá. Chẳng qua là tao thấy mày đang ve vãn chủ tịch tao, cho nên là tao mới đến quán để nói chuyện đàng hoàng với mày thôi. Ai ngờ mày lại dở quẻ. Chị... Anh... Em đường đường là giám đốc công ty. Em việc gì phải đi đôi co với con bé bán nước kia. Nó nói dối đấy. Nó đang gây sự với em ấy anh ạ.
Nếu vậy thì chị có dám đến quán nước của tôi đối chất không? Tôi tin là ở đấy sẽ có nhiều người nhìn thấy anh và chị phá quán của tôi đấy. Mày, mấy cái hạng người thấp kém như chúng mày ấy, kiểu gì chả hùa theo nhau, bao che cho nhau, chả có gì đáng tin cả. Đủ rồi đấy. Đừng có hơi tí là dở cái giọng biệt thự người khác như thế. Không cần phải đối chất nữa. Tôi có cách để biết được sự thật. Cậu Sang, nói cho tôi biết, ai là người sai cậu làm việc này? Suy nghĩ cho kỹ rồi hãng nói. Bởi vì tôi ghét nhất là loại người ăn gian nói dối. Là do chị Ngọc sai em đến phá quán á. Chị ý ghét cô Linh quá, thế nên mới bảo em đến làm như thế á. Im mồm đi. Cô Ngọc, nói đi, sao cô lại cư xử như thế? Tại vì em yêu anh, cho nên là em mới làm như thế. Tất cả cũng chỉ vì anh thôi, em sợ anh bị lừa. Đấy mà cô gọi là tình yêu à? Đấy là ích kỷ, đấy là hẹp hòi. Và đấy là coi thường người khác thì đúng hơn đấy. Tôi không thể nào mà chấp nhận được tình yêu của cô nữa rồi. Và công ty của tôi cũng không thể nào mà chấp nhận được người như cô. Đường đường là một giám đốc mà lại làm xấu bộ mặt của công ty tôi. Tốt nhất ấy là cô tự viết đơn xin nghỉ việc đi. Đừng để tôi phải đuổi. Anh đuổi việc em á? Anh vì cô ta mà đuổi việc em á? Em đi theo anh biết bao nhiêu lâu rồi đấy. Làm lâu không có nghĩa là được vô cớ gây chuyện. Và chính sự tự cao, tự đại, coi thường người khác của cô mới khiến tôi phải đuổi việc cô đấy. Em xin lỗi nhá. Em từ nay em sẽ không như thế nữa. Người mà cô và cậu Sang đây cần xin lỗi chính là cô ấy. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Còn cậu Sang, cậu có hành động côn đồ như vậy, công ty tôi không thể giữ nổi cậu nữa rồi. Hôm nay cậu chính thức bị sa thải. Kiều chủ tịch, em có làm gì đâu ạ. Tất cả là do cô ta sai em nên làm như vậy thôi ạ. Đừng có nhiều lời nữa, đủ rồi đấy. Đi thôi. Kìa, chủ tịch ơi. Anh xin lỗi vì đã gây rắc rối cho em. Không có gì. Linh này, anh thấy là công việc của em cũng nhiều rủi ro phết. Vừa tốn tiền thuê mặt bằng này, lại vừa hay bị Lưu Manh làm phiền nữa. Vậy em nghĩ sao về việc chuyển mặt bằng? Ý anh là sao? Ý anh là anh muốn mời em bán hàng ở trên tầng 12 kìa. Anh đùa tôi chứ à? Bán trên đấy thì ai mua chứ? Anh mua. Anh sẽ là khách hàng của em và anh sẽ bảo kê cho em nữa. Em yên tâm đi, an cư lạc nghiệp. Anh cứ đùa em. Anh không có đùa. Trông anh giống đang đùa lắm hả? Em có biết không, anh đến đây uống nước mỗi ngày cũng là vì anh thích em. Anh cố tình để lại nhẫn cũng là vì anh thích em. Em có thể cho anh một cơ hội để chuộc lỗi với em và theo đuổi em được không?